Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản bảo hiểm xã hội số, gọi tắt là VSSID. Có nhiều bạn không biết bảo hiểm xã hội số VSSID là gì, thì hôm nay mình xin giới thiệu VSSID là bảo hiểm xã hội số, là ứng dụng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên nền tảng thiết bị di động. Với ứng dụng này thì người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn có thể tra cứu quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách, lịch sử khám chữa bệnh và tiếp cận thông tin dễ dàng. Thì các bạn có thể tải ứng dụng này trên CH Play nếu các bạn xài hệ điều hành Android, và tải trên App Store nếu các bạn sử dụng hệ điều hành iOS. Đầu tiên các bạn vào CH Play nếu các bạn sử dụng điện thoại Android, còn bạn nào sử dụng điện thoại iPhone thì vào App Store để tải chương trình. Ở đây mình sẽ ví dụ cho các bạn trên điện thoại Android. Các bạn vào CH Play, sau đó các bạn đánh vào ô tìm kiếm VSSID. Các bạn bấm OK rồi. Sau khi đặt xong, các bạn bấm mở. Tiếp tục. Các bạn bấm chấp nhận. Để sử dụng chương trình bảo hiểm số, các bạn cần đăng ký một tài khoản. Các bạn chọn vào đăng ký. Đến đây các bạn cần nhập mã bảo hiểm xã hội. Để cho dễ hiểu thì mã bảo hiểm xã hội chính là 10 chữ số trên thẻ bảo hiểm y tế của các bạn. Các bạn nhập 10 chữ số trên thẻ bảo hiểm y tế. Các bạn điền họ và tên. Số chứng minh nhân dân. Địa chỉ. Các bạn ở đâu thì các bạn chọn tỉnh đó. Mình ở đây mình ở Vĩnh Long thì mình chọn tỉnh Vĩnh Long. Huyện Vĩnh Liêm. Xã Hiếu Nhân. Đây các bạn nhập tên đường, tổ khóm, khu phố, thôn như các bạn đang ở. Đây mình nhập đối thủ. Số điện thoại của các bạn đang sử dụng, nhớ là số điện thoại đang sử dụng nhé. Tiếp tục. Đây các bạn cần chụp ảnh chân dung của mình. Các bạn có thể chụp trực tiếp hoặc thêm ảnh từ thư viện của mình. Đây các bạn cần thêm ảnh chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân, mặt trước và mặt sau. Sau đó các bạn nhấn tiếp tục, chọn cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận hồ sơ.
hay mình ở tỉnh Vĩnh Long thì mình chọn bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long. Giờ chọn bảo hiểm xã hội thì đi. Nếu bạn nào có email thì chọn nhận tờ khai qua email và điền email của mình ở tại đây. Sau đó các bạn bấm gửi. Sau khi bạn bấm gửi thì bảo hiểm xã hội số sẽ gửi tin nhắn về số điện thoại mà các bạn đã đăng ký, một cái mã số OTP. Các bạn chỉ cần điền cái mã số và xác nhận là được. Bạn điền vào đây. Sau đó nhấn xác nhận. Vậy là xong. Sau khi nộp hồ sơ, cán bộ bảo hiểm xã hội sẽ tiếp nhận và xác nhận thông tin được kê khai. Sau đó hệ thống sẽ thực hiện cấp và kích hoạt tài khoản để bạn đăng nhập vào ứng dụng VSSID. Thông tin về tài khoản sẽ được gửi vào thư điện tử và số điện thoại mà các bạn đã đăng ký. Sau khi các bạn đã đăng ký trên ứng dụng xong thì các bạn cần đến cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất mà các bạn đã đăng ký trên hệ thống. Khi đi thì các bạn đem theo giấy chứng minh nhân dân để bảo hiểm xã hội cấp cho bạn một cái mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản. Sau khi có mật khẩu thì các bạn chỉ cần nhập mã bảo hiểm xã hội vào ô này và mật khẩu vào ô này. Sau đó các bạn đăng nhập. Chúc các bạn đăng nhập thành công.